Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về dàn trao đổi nhiệt dùng cho kho lạnh. Trong đó đặt kho lạnh, các doanh nghiệp hiện tại sử dụng dàn lạnh công nghiệp là thiết bị bay hơi có kết cấu kiểu ống và kiểu cánh, không khí chuyển động ở bên trong và bên ngoài. Khi tác nhân lạnh sẽ sôi và bay hơi trong ống. Hai loại dàn lạnh được sử dụng phổ biến trong lắp đặt kho lạnh là dàn lạnh công nghiệp kiểu ngập lỏng và kiểu tiết lưu khô. Dàn lạnh công nghiệp kiểu ngập lỏng hiệu quả truyền nhiệt độ cao do phần lớn bề mặt bên trong của dàn lạnh công nghiệp đều được tiếp xúc với tác nhân lạnh van phao duy nhất duy trì ngập lỏng ở trong dàn lạnh. Ở những nơi mà nhiệt độ bề mặt của dàn lạnh công nghiệp cao hơn so với nhiệt độ bão hòa của tác nhân dàn lạnh tương ứng với công suất bên trong dàn lạnh thì quá trình sôi và bay hơi của tác nhân dàn lạnh có thể diễn ra được do phải nạp ga lạnh vào hệ thống lớn nên người ta ít sử dụng loại dàn lạnh công nghiệp kiểu ngập lỏng. Dàn lạnh công nghiệp tiết lưu kiểu van khô. Sau khi qua van tiết lưu, tác nhân lạnh sẽ được đưa thẳng vào dàn lạnh kho lạnh để khống chế lượng tác nhân lạnh tiết lưu vào dàn lạnh. Thông thường người ta sử dụng van tiết lưu nhiệt sao cho nhiệt độ của hơi tác nhân khi ra khỏi dàn lạnh được duy trì ổn định ở mức quá nhiệt độ đã định trước. Người ta chia dàn lạnh công nghiệp lớn thành nhiều mạch song song với nhau để tăng nhiệt độ diện tích trao đổi nhiệt với mức độ đồng đều bên trong các ống. Các mạch được nối chung với van tiết lưu thông qua một hệ thống phân phối húp sen. Bộ phận này có dạng hình côn, một đầu nối với đầu ra của van tiết lưu, đầu còn lại nối với các ống dẫn đến từng mạch của dàn lạnh và kho lạnh. Ga lấy ra ở phía dưới của dàn lạnh và vào từ phía trên của dàn lạnh công nghiệp dễ dàng thu hồi dầu về máy nén. Dàn lạnh công nghiệp còn có chức năng tách ẩm. Để tách ẩm thì nhiệt độ của bề mặt dàn lạnh công nghiệp phải thấp hơn nhiệt độ động xương của không khí và dàn lạnh. Vừa rồi tôi giới thiệu với quý vị và các bạn về dàn trao đổi nhiệt dùng cho kho lạnh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.